Cách đây vài giờ đồng hồ vào nửa đêm theo giờ tại Utah, Mỹ, phiên đàm phán bổ sung Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã kết thúc sau một tuần làm việc căng thẳng. Đây là cuộc đàm phán đặc biệt quan trọng, có tác động lớn tới khả năng liệu các bên có thể hoàn tất đàm phán TPP trong năm nay theo như cam kết hay không. Đoàn Việt Nam gồm 30 thành viên từ nhiều bộ, ban ngành do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam dẫn đầu đã tham dự các cuộc đàm phán suốt một tuần qua. Phóng viên truyền hình Việt Nam có mặt tại thành phố Salt Lake sẽ cung cấp thêm thông tin tới quý vị và các bạn về diễn biến và những kết quả của chính của phiên đàm phán này. Khoảng 1.000 thành viên của 12 đoàn đã có mặt tại Utah tham gia đàm phán. Có đoàn lên tới vài trăm người. Đầu mỗi buổi sáng, họ nhanh chóng mất hút vào những phòng họp kín trong khách sạn được canh phòng nghiêm ngặt. Theo kế hoạch, đàm phán TPP đáng ra đã kết thúc sau vòng 19 tại Brunei vào tháng 8 vừa qua. Nhưng do còn nhiều bất đồng, nên các bên đã quyết định bổ sung thêm phiên đàm phán lần này với mục tiêu thu hẹp tối đa các bất đồng còn lại. Tuy là phiên bổ sung, nhưng các vấn đề bàn thảo tại Utah lại là những vấn đề gai góc nhất của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Những vấn đề gai góc nhất chỉ được quyết định vào phút chót cũng là chuyện thường trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Những vấn đề khó khăn nhất mà chúng tôi cố gắng giải quyết tại Utah bao gồm lĩnh vực sở hữu trí tuệ, môi trường, doanh nghiệp nhà nước. Nhìn chung thì tình hình đàm phán tiến triển tốt. Ngày đàm phán cuối cùng, giống như hầu hết các ngày đàm phán trước đó, chỉ kết thúc vào lúc nửa đêm. Theo đánh giá, các bên đã thể hiện sự linh hoạt nên phiên đàm phán đã đạt được một số tiến triển khả quan, kể cả trong những lĩnh vực khó như sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nhà nước, lao động và môi trường. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiến bộ đạt được ở phiên này được so sánh với kết quả của cả 19 phiên đàm phán trước đó. Tuy nhiên, đàm phán trong lĩnh vực hàng hóa, lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng nhất lại khá trì trệ. Đoàn Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm về vấn đề này. Trước tình hình đó thì Việt Nam cũng đã khẳng định với các nước tham gia đàm phán TPP do xuất khẩu hàng hóa là quyền lợi quan trọng của Việt Nam. Nên đàm phán hàng hóa cần phải đạt được các tiến triển đủ lớn để Việt Nam có thể xem xét, cân nhắc và đưa ra quyết định cho các lĩnh vực đàm phán khác, kể cả các quyết định mang tính chính trị. Những bất đồng còn lại sau phiên đàm phán tại Utah sẽ tiếp tục được trình lên các bộ trưởng xem xét quyết định tại cuộc họp ở Singapore vào đầu tháng 12 tới. Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam cho biết, các bộ trưởng sẽ phải đưa ra quyết định tương đối khó khăn trong lĩnh vực hàng hóa. Chỉ khi đàm phán hàng hóa có tiến bộ đủ lớn thì mới tạo ra đà cho việc nhân nhượng trong các lĩnh vực còn lại. Và khả năng tuyên bố hoàn tất đàm phán TPP sau cuộc họp cấp bộ trưởng vẫn đang để ngỏ. Nếu như chúng ta hướng đến một hiệp định đã có đầy đủ lời văn toàn diện sẵn sàng để ký thì tôi nghĩ là không thể được. Các bộ trưởng sẽ không thể đi đến một kết quả như vậy được. Nhưng nếu như chúng ta chỉ nhắm đến một cái kết quả là các bộ trưởng đạt được thỏa thuận cơ bản, sau đó các nhóm đàm phán sẽ ngồi xuống để mà soạn thảo lời văn, thì nếu như các bên có nỗ lực và nếu như các bên có đủ linh hoạt với nhau, thì tôi nghĩ vẫn còn có khả năng đạt được tại hội nghị bộ trưởng Singapore. Utah là địa điểm lý tưởng của môn thể thao trượt tuyết. Nhưng báo chí bình luận, cả nghìn thành viên các đoàn đàm phán đến Utah không phải để chơi trò chơi thú vị này. Hoàn tất đàm phán TPP trong năm 2013, đó là cam kết cấp cao của lãnh đạo 12 nền kinh tế tham gia đàm phán TPP. Thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn khoảng một tháng, và cơ hội cuối cùng để giải quyết các bất đồng còn lại chính là phiên đàm phán cấp bộ trưởng tại Singapore. Thời tiết giá lạnh tại Utah không hề làm giảm đi sức nóng của vòng đàm phán TPP lần này. Những cuộc họp kéo dài đến nửa đêm đã phần nào cho thấy nỗ lực của các bên trong việc cố gắng giải quyết những vướng mắc còn lại. Và những tồn tại còn lại sau vòng đàm phán này cũng sẽ được gói ghém để đưa ra bàn thảo tại hội nghị bộ trưởng các nền kinh tế TPP tại Singapore vào đầu tháng 12 tới. Và kết quả của hội nghị tại Singapore sẽ có ý nghĩa quan trọng quyết định tới việc liệu đàm phán TPP có thể kết thúc được trong năm nay hay không. Trần Sơn, phóng viên Đài truyền Việt Nam đưa tin từ Utah, Hoa Kỳ.